xì, đi mua đồ chân tết sớm và bao lì xì. Tết mua lạ đúng không? Bỏ ra đi với mẹ nè, đó, đi cái này mọi năm, năm nào cũng đi mua hết trơn á. Đang lựa nè, lấy bao lì xì nào đẹp nè. Rồi đó, theo ý rồi. Thì chúng ta lấy cái túi này tại bao nhiêu thôi đúng không? Ok. Nó no, bây giờ một cái mẹ ly rất là mê. Ok, lấy thêm một cái đó. Con muốn lấy nào con lấy ừ. Để ngồi nó lộ nghe đó. Năm nào cũng đi như là một cái tục lệ quen vậy đó, lựa. Mẹ bé la lựa nè. Bé la lựa cái túi vàng cái bạc kìa nè, đó, chị Thỏ. Chị Thỏ đang kiếm gì vậy chị Thỏ? Ba mẹ con lựa thôi, còn ông Mập ông đi ăn đồ rồi. Thôi cái này thường lắm con, cái này mỗi năm mình vẫn có thường lắm. Đây là một cái tiệm quen thuộc ở quận 5 luôn, năm nào tôi cũng đi hết ha. Đó, bây giờ lựa được nhiêu đây nè, thấy chưa? Mấy bé mèo nè, đó. Bé Thỏ thích cái này nè, bé Thỏ lựa. Cái chị Thỏ này nè, bé Thỏ xe trong thần rồi đó. Bây giờ nãy giờ Thỏ đi ra tận lựa không, tôi chưa lựa, tôi thích mấy cái này quá, đẹp quá à. Trong chưa có chừng ba điện thoại ba hú bây giờ đó nha. À, dạ của ai? Ồ cái này đẹp quá à. Cái này đẹp quá cả nhà ơi. Thích quá à. Ồ, cái này lủng lẳng lủng lẳng lắm luôn. Đây. Hai chị đang lựa kìa. Ok. Bye nha. Cuối năm thì bây giờ mọi người sạch sẽ thì tụi con cũng phải sạch sẽ thì con đẹp đẽ ha. Chải tóc nè, chải tóc cho nó đẹp, chải râu nè, cái râu nó chưa có khô nữa nè bay. Đây giờ ha, xong đứng im mày xích gì thơm ơi, chết trà xích ra ngoài chết là hết rồi, có nghe mùi thơm không? Rồi xong đi vô. Sấy xong rồi nè, thấy không? Lông nó tơi ra rồi nè. Bây giờ xịt dầu thơm nữa là xong nha con. Đây là muối ớt nha. Mình xịt dầu thơm nè. Ồ, thơm quá, thơm quá. Ăn chết cũng phải thơm chứ. Mọi người thơm con cũng phải thơm chứ. Thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Đây, để đầu nữa. Rồi đẹp gái luôn, rồi tới con gái xuống đây. Nha, con gái con xuống nha. Ôi trời, chết trời, dính cái miệng nó, chết trời bè. Dầu thơm dính cái miệng nó. Mẹ chạy. Con gấu nè. Em ngoại chải cho cái lông con nó xù nó tơi lên nó đẹp nha. 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 Đứng, đứng. Đứng ngoài kiểm tra coi. Đứng ngoài kiểm tra coi. Ngoài kiểm tra coi cái đầu nó tơi ra chưa, nó tơi ra nó mới cái lông nó tơi ra nó mới đẹp con. Cái lông tơi ra nè, thấy không? Nó mới đẹp chứ. Thấy không? Mình ăn Tết mình đẹp gái nè. Em ngoại đẹp gái nè. Chải cái bờm sư tử ra nè. Quá. Quá. Lê ơi, bây giờ tắm xong nó xù còn hơn ai nữa nè. Nó xù nhất nhà luôn nè. Rồi chạy lên chị la coi. Xích đồ thơm nè. Xích đồ thơm mà ở dơ quá tao không xích nữa nha. Rồi xích ít cho con. Rồi xong, thơm chưa? Thơm quá, thơm rồi. Thơm chưa? Thơm chưa? Con đi xuống đi. Nha. Ngày mai cái cắt lông cho con chích được rồi. Rồi, rồi cắt thấy này kia. Cắt móng chân, móng tay, rồi giữa móng tay chưa? Rồi đi xuống đi, con tới đi. Gian cho nên là nó bị rụng biết là bao nhiêu, nhưng mà lúc đi hái nói là mới tắm chó xong coi nè, cái mũi nó cắn tư nè, te tua tơi tả hết nè, đỏ cả về hết trơn rồi, thấy chưa, quá trời luôn coi, nó còn rồi nè, bị phỏng nữa nè, thấy chưa, là cắn đầy hết luôn nè, chân cẳng đắng đầy hết. Ở cái sình mũi ở đây, mũi dữ lắm. Đây, hôm nay cuối năm rồi nghe cả nhà. Đó, ở đây cả ở đây chết rồi, nó bị hư tùm lum lá hết rồi. Không có thời gian để mà chăm nó nữa đâu cả nhà ơi. Hết thời gian rồi. Ở đây bữa nó có một trái nè, trái cà quá trời. Trái cà lớn nha cả nhà. Trái cà lớn nha.
ở đây nè, có thêm hai trái nữa nè, đó ở đây nè, nó lên. Cái cà này là cà lớn, còn cái cà của Tư kia kia là cà bi nha. Ở đây mấy thưa? Đây hai hả? Hai hà nè, đó. Cái cà này chắc cũng hái luôn hả? Hả? Cà chua đây cả nhà. Đây, để cho tới nó héo queo thế tội với thợ không? Đó, không có thể chăm sóc được, cuối năm rồi quá lu bu, không thể chăm sóc được cả nhà ơi. Cho nên là bây giờ nó tan nát hết trơn nè. Ra ngoài đây tôi nó mũi cắn tôi lắm, cho nên bây giờ hái nha, bây giờ mình hái cà nha. Trời ơi, không có chăm được, gậu quá đi. Đây, bây giờ cà chua bi ha. Đây, cà chua bi đó. Cái chùm này chắc là hết rồi nè, hái luôn cái chùm, cắt luôn cái chùm nữa ta. Cắt không nổi luôn. Cái này chắc nó chín như vậy là lấy luôn được phải không ta? Cái này ăn nó cũng ngọt lắm cả nhà ơi. Nó không thấy ngọt lắm nhưng mà nó không có chua nha. Nó không có chua lè đâu. Đây cái cà. Cái cà đầu tiên luôn. Ủa nó ra cái cà đầu tiên luôn cả nhà. Cái cà này. Cái này là cà lớn nha. À, còn cái này là cà bi nè, cà bi được cái rổ nè cả nhà thấy không? Trồng mà không có thời gian mà chăm sóc như vậy bỏ lũi nó, sang năm tôi hứa sẽ làm cái vườn lại đàng hoàng. Bây giờ thì không thể nào chăm sóc nó nổi nữa rồi. Bây giờ việc nhà chưa xong nữa. Giờ này là bây giờ tôi còn cái tắm con chó. Ê quên, sấy tóc cho con chó. Không ngày mai còn phải về kia nữa. Cây mướp mà nó cũng sâu quá trời nè, thấy chưa? Nó cắn tao quá trời đó. Xịt rồi mà nó vẫn cắn cái mướp. Ở đây cây bí đỏ nè. Bí đỏ nó có trái nè cả nhà. Đây, đây là cây bí đỏ nè, thấy không? Nó sắp có nè. Đâu? Trái nè. Ôi, bà má cắn cắn đầu á. Cắn. Ngứa quá. Ở đây có hai trái mướp kìa. Hai trái mướp giờ trên đám khung rồi. Cái mảng cầu của Tư nó ra trái nữa nè, thế nè. Còn cái này là trái nhỏ nè. Như trên kia có một trái nữa. Cây trái nó mọc lên không có thèm với mọi người kìa. Cái khổ qua này là mới gieo ngoài đây nè, nhưng mà nó chắc nó chưa có trái. Có cái trái này nó được quá. Với lại ngoài đấy nó hay có mấy con này con kia ăn lắm. Thôi coi như như vậy đi chứ bây giờ đuối rồi. Đây chỉ được một bớt cà chua bi nè, ăn sống hoặc là ăn rau cho nó tẻ, mà hôm qua ăn hết rau cà chua rồi, ăn hết rồi. Không có rau cà chua để ăn nữa. Bây giờ là một là ăn trộn xà lách ăn không. Cái này là hư hết một số rồi đó cả nhà, hư hết trơn rồi. Bây giờ là chùi cái gì, cái xích đu đỡ này ra. Đúng ra là muốn mua cái này nè để treo mà bây giờ không có mua kịp nữa, không có còn nữa. Mà đúng ra là muốn sơn lại cái xích đu cho đẹp thì chú không chịu. Chứ hay rồi nè. Cái bọc này trời ơi, nghĩ sao cái bọc này, mày bước qua cái tiệm bánh kế bên mua nhiêu? 30. Mà bù lại là cái này là bé Đại tự tay gói bánh chưng. Quốc Đại nói thôi. Quốc Đại nói thôi. Không, đây. Em đưa cái hình mà nhà em đang nấu coi. Không. Nhà không có. Em làm việc có việc. Tự gói chứ. Năm nào cũng gói mà. Cuối năm mất chữ lộn nhiều quá. Tướng là ngon rồi đó, vú là ngon rồi đó. Nhưng mà bụng như mặt rớt quá. Không có bụng chỗ này được lắm. Nó hít vô, nó hít vô. Không,
được ngay mặt hơi xì nha. Cuối năm mắt gây lộn quá cho nên tắt tiếng ha. Cuối năm tự nhiên tắt tiếng sao rồi được có nào mới ngủ dậy không có tắt tiếng vậy vui vui mới thấy chó cắn nát hết cắn chó nữa hả sắc cắn chó nát hết hai cái giò này rồi cắn hết nát hết hai mặt ơi đứng ngay vui vui sao rồi sấy một buổi trời xong cắn đang chạy một vòng rồi mới hái một giỏ thì bị chọn rồi quá trời vui vui lên đem về chứ đây có năm nay tôi chiếc mai nè. Thôi em cũng vậy. Cái này là cái cây bên kia nó ngắn chọt cho chính giữa cái nó có đẹp. Sẵn cái bình đẹp hả? Đẹp, quá đẹp. Nhưng mà cái này là ok phải không đại cái nụ này chắc ngon mà phải không nội nữa. Cái này đâu từng nở một lần trước đâu, nở từ từ dài dài dạ. Có thanh liễu. Thanh liễu nữa hả? Trời sao nhiều cưng như vậy vậy? Và ly. Em cũng đẹp em. Cũng... Đây là bánh của bé đại nói về bé đại. Gói nhưng mà biết xả hay không. Hôm nay bánh ngon. Hôm nay bánh ngon nhưng mà không biết. Ủa nhưng mà năm nay cái màu lá kỳ của đại hả? Nó không màu lá thì khác đổi chỗ mua lá. Hèn chi nó không có xanh mà nó lên nó ngà bằng vàng nó lạ quá, hơi bị lạ quá à. Ủa là đại chỉ xiết dây đây làm gì? Bố xiết mấy. Bố xiết. Là ừ. Em là gói là chỉ xiết hai cái này là, bố thêm. Nhà thật ra có phun sẵn phải không? Dạ. Là ghét ai thì cho ăn mỡ nhiều phải không? Sao? Ủa cái này hai người xiết bánh hả? Dạ, hai người xiết. Hai người xiết bánh nè. Cái này thằng Quỷ Định xiết nè. Một cái là định cái này nhiều là định xiết nè còn này là bố sẽ kéo ra là bố thêm hai sợi nữa thôi là đẹp còn này định xiết định thêm bốn sợi nữa rất hao dày rất là hao dày nghe chưa. Sorry, chúng ta sẽ cắm lại thôi. À? Ok rồi đó cả nhà không cắm nữa nha. Giờ là okay.
bây giờ bưng vô. Xong rồi cả nhà ơi, nói chung là giờ đâm tâm trạng bất ổn cho nên là cắm tới cắm lui hoài nó không có ổn á. Cái mũi nó cắn quá, tôi sắp bị thành cái mớ thịt mũi, thịt cho mũi nó sụp rồi. Nhà nó cắn tôi tùm lum hết, là nó cắn hôm qua tắm chó cho tới bữa nay cắm bông nó cũng cắn nữa. Cắn bất chấp luôn, thân thể luôn. Cái này là đã xong, cái này là để cúng cho người thôi cả người. Cái này là cái chậu bông cúng cho người, còn cái đây là cái của đồng tiền để dành cho mình tạm địa nha. Mình tạm địa là bông đồng, cúng bông đồng tiền. Mọi năm là cũng cúng cúc hoặc là cẩm chướng, nhưng năm nay tụi nó không cho cắm chấm cẩm chướng. Năm nay là năm Quý Mão cầm tinh con mèo. Người nào tuổi mèo ấy chắc cũng dễ thương, quý phái, sang trọng, thanh lịch. Năm nào cũng dữ điểm thôi đúng không? Chữ mâm đổ quà, chân bông, coi TV. Bây giờ con có chữ quà tao không ạ? Mà có thể nói là người tuổi mèo có sự giờ mâm ngũ quả đã xong. Đó, mình tới đâu rồi? Năm mới rồi. Mới hát xong rồi làm thiên hậu rồi. Hãy mau báo cáo đi. Dạ. Trời. Thấy là cách bị gắn rồi kìa, trời ơi, lo coi, ra nó ra màu quá. Trời ơi, nó nhuộm màu, nó ra màu quá, trời ơi. Nó đang mua màu vàng, nó có ra màu dữ, cái màu đỏ này ra màu quá. Xuân yên vui đàn chim qua trong bình minh, xuân thắm tươi dưới ngàn câu chúc. Xuân tái qua đất trời yên vui. Mẹ không biết chừng.
không biết chân màu vàng với màu đỏ chung chân một riêng từng màu ta. Chân nhiều chậu lắm đó. Chúc mừng năm mới. Ủa mấy giờ? À, năm nay vậy đã phát sớm rồi. Ra là năm nay á, bông ly á, bị đụng hàng nhiều quá mà nó bự quá, không có từ không có cái chậu nào để trưng luôn. Cái này là năm nay ly á là đụng hàng tới ba bỏ với nhau lần, nhưng mà cái ly này là ly gì mà nó cũng lòng thợ chúa từ kia hiểu cái này là ly gì luôn á. Nó nặng quá, từ sợ nó sập cái cây nó ở qua nó sập cái bình đó. Này là chỉ có bốn cây thôi mà tôi thấy là hết chủ để cho nó tỏa nắng, nó tỏa sáng là nó bự quá, là bự luôn. Không bự nhiều quá bự đó, tôi nghĩ là cái này 5 cây là nó bự không có nậu. Rồi cái này là chỉ có 4 nhánh thôi cả nhà nha, 4 nhánh mà nó bự thế này nè, mà ít nhất cũng phải để cho nó 5 nhánh chứ hả. Thôi bây giờ trước mắt thì nó có một bó để mình chân trong nhà trước đi, rồi còn mấy cái này tính sau. Lòng lần sai tiếng trống, hoa xuân tươi đón chào. Trên nhân gian đón Tết khắp thôn quê đến đô thị xa. Ai đang mua sắm Tết, giang giang xa tiếng cười. Hân hoan vui câu chúc Tết quê hương khắp nơi mừng vui. Rộn ràng ngày xuân mới như đào vàng hồng tươi. Chờ qua dưa hấu thèo lèo kẹo mứt, xuân vui đến rồi hương khói tòa đón giao thừa. Ngày đầu mong năm đi hai lòng nhiều điều mai, áo mới hân hoan cô gái đẹp má xuân hồng. Ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau, trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bách niên. Năm qua chưa duyên đến đây chúc nhau đoàn viên, năm qua chưa sung túc năm nay lúa thóc nhiều, vinh hoa mang phú quý Tết nơi đây chúc nhau bình an. Năm nay là năm đầu tiên tư chân tuyết mai, em tin cây tuyết mai nè, và nó đã được như thế này lần đầu tiên em nghiệm lắm, cho nên là không biết như vậy có gọi là đẹp hay không. Bà chưa có trang trí mấy cái cây gì hết, không có thời gian ha, cho nên là em không thể chân gì hết. Ở đây là những cái sen nó nở nè, nói chung là những cái cành này là những cái hoa, trời đất ơi coi nè. Bông đây là tác phẩm của chân cây thanh liễu mà màu đỏ nè, không biết là em có chùi ra được hay không nè. Em mới chân xong cây thanh liễu, đây cây thanh liễu bên đây cây thanh liễu, nhưng mà em chưa hài lòng cây thanh liễu màu đỏ. Mỗi năm có năm ngoái tôi chân màu vàng. Đây là cây gì đây ạ? Đây là cây hoa ly ù. Đi ồ mà tôi không biết năm nay nó như thế nào, tại vì cái này năm nay tôi không, cái này là món quà được tặng
được các bạn tặng ly ù cũng như cái thanh liễu ha. Còn tiết mai này là tư tự mua nhá, tư tự mua và tư không có biết, chưa biết chăm sóc hoặc là cũng chưa biết là phải mua cái cành như thế nào, nhưng mà tư phát hiện là hình như là không nên mua những cái cành to như thế này, mà mua những cái cành mỏng cho nó ngã nghiêng thì mới đẹp. Nhưng mà rất may là cái chậu này hôm nay đêm 30 mà nó nở như vậy, và bây giờ nó còn rất là nhiều nụ nè, cả nhà thấy nè, đây nè, đây nụ đây nè, thế là sẽ nở còn dài dài luôn. Đây, ở đây là nở rồi nè, đây nụ đây nó nở đây nè, đây có những, và nó còn những cái nụ rất là to đây nè, nó sẽ bung ra nè, đó, thấy lạ ghê á, một cái nụ bự vậy xong nó sẽ bung ra nhiều cái hoa đó. Ở đây cái còn có một cái thanh liễu màu vàng nữa nhưng mà chưa có được, không có được thích cho lắm, tại vì nó hơi bị ít quá. Tôi để đi rồi, giờ hiện thời ở đây để mình đợi cái cúng giao thừa. Đây là đang cúng giao thừa nè, sắp sửa cúng nè, cúng giao thừa sắp sửa thành ngay là cái mâm ngũ quả của tôi đó. Bên xa xa có cây bông giấy rất là cưng cái đấy này. Ok, rồi sẽ khoe cây mai sao ha. Cây mai là nó nằm lấp ló ngoài kia kìa đó. Ở đây đủ nguyên rồi, sắp xong rồi. Mới năm nay, bây giờ là đã bước sang năm mới rồi, năm Quý Mão 2023 rồi nha. Gọi là mùng 1 rồi, qua 0 giờ rồi, qua 12 giờ là tới 0 giờ 0 giờ ha 40 phút rồi đó, 0 giờ 40 phút. Cả nhà của mình thật nhiều sức khỏe nè, luôn bình an, sau đó là hạnh phúc may mắn với gia đình của mình, rồi sau nữa là sẽ thành đạt, thành công hơn trong công việc của mình nhé. Và hy vọng là mọi người sẽ luôn vui vẻ, vui vẻ và hạnh phúc với gia đình cũng như là hạnh phúc với chính bản thân mình. Chúc mừng năm mới!